Chúng ta cùng đến với bài số 6, một bài toán có lời văn, đề bài như sau. Con lợn cân nặng 83 kg, con trâu nặng hơn con lợn 150 kg. Hỏi con trâu cân nặng bao nhiêu kg? Chúng ta sẽ có hai cách làm ở trong bài số 6 này. Cách thứ nhất, dựa vào từ hơn. Thì thông thường là từ hơn thì mình sẽ dùng phép tính gì? À đúng rồi, thông thường từ hơn thì chúng ta sẽ dùng phép tính cộng cho thầy. Đề bài hỏi con trâu cân nặng bao nhiêu kg thì mình sẽ trả lời như sau. Con trâu cân nặng số kg là phép tính là 83 cộng với 150. Dễ dàng chúng ta sẽ tính được kết quả là bằng 233. Đơn vị là kg. Vậy chúng ta sẽ đáp số cho thầy. Đó là 233 kg. Vậy là vừa rồi chúng ta đã làm xong bài số 6, với chúng ta đã làm theo cách số 1, đó là chúng ta dựa vào từ hơn đúng không? Dựa từ hơn thì mình sẽ dùng phép cộng ở đây là 83 cộng với 150. Cách số 2 thì chúng ta có thể làm đó là vẽ sơ đồ để chúng ta dễ dàng nhìn ra. Ở đây số cân nặng của con lợn đã biết thì mình sẽ vẽ cân nặng con lợn là một đoạn. Và một đoạn này tương ứng với 83 kg. Con trâu nặng hơn con lợn, tức là con trâu sẽ là một đoạn dài hơn. Và chúng ta đang cần tìm cân nặng của con trâu như thế này. Đấy, hỏi chấm kg. Bây giờ chúng ta sẽ đi dùng thước chúng ta gióng xuống. Vậy chúng ta thấy rằng là cái đoạn dài hơn ở đây chính là số cân nặng của con trâu nặng hơn con lợn đúng không? Cái đoạn dài hơn này là 150 kg. Vậy chúng ta nhìn vào sơ đồ này, chúng ta có thể dễ dàng tính được số cân nặng của con trâu bằng phép tính, đó là chúng ta lấy 83 cộng với 150 đúng không? Thì mình sẽ vẫn ra kết quả là bằng 233. Đấy là bài số 6 thầy nói thêm cho chúng ta nhé.